Với những gì đã diễn ra trong vòng 30 phút đầu tiên trận đấu thì Gia Nam đang làm vô cùng tốt, cầm bóng chắc chắn, thi đấu hiệu quả, và quan trọng nhất là có khả năng biến tình huống cơ hội thành bàn thắng. Ở ngay cú sút đầu tiên thì Gia Nam, đây là cơ hội. Bruno, 2-0, 2-0 ở phút 38, rất bất ngờ. Và game thủ Gia Nam đang đưa chúng tôi đến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Và những ai đang cổ vũ cho Gia Nam, hãy cho tôi thấy cánh tay các bạn đi nào. Cú sút chéo góc không thể cản phá, và lần này là Bruno đúng ném biên. Ronaldo de Lima, Yuvin Son, đây là Kai Walker. Son, ngôi sao số 1 châu Á đã lên tiếng. Và lần này thì không có bất kỳ một cơ hội nào cho thủ thành, cho thủ môn người Hà Lan. Bao giả thi đấu với nấm giả. Vâng, cũng có thể coi là như vậy. Và đây là Van Dijk. Gareth Bale, Ronaldo là người ghi bàn. 1-0 cho Gia Bảo. Cùng xem lại tình huống này. Rất mẫu mực, không có một cơ hội nào cho Gia Nam trong tình huống vừa rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Gia Bảo có phải là một người thi đấu theo lối chơi phòng thủ phản công tốt hay không. Vâng, và không thể tin được, không thể tin được. Tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hãy cùng xem tình huống này. Một cú sút không cần đà của Ibrahimovic. Và có lẽ là một tình huống chơi quá bất cẩn của Cơ Tòi. Bóng đi vào góc khó. Chúng tôi sẽ ghim bình luận này của anh Dương Mạnh Trọng vào, với mục tiêu tuyển người yêu cho anh Thế Duy, để có thể ngồi cổ vũ anh Thế Duy vào mày buổi tối ngày 24 tới đây. Ronaldo, 3-1 cho Gia Bảo. Vâng, và như vậy đúng là nghiệt ngã quy luật bóng đá. Tấn công nhưng không thể ghi bàn, không thể vượt qua được Petit. Đây là đường tình huống mất bóng vô cùng nguy hiểm. Ronaldo, một công dành cho Gia Nam, tuyệt vời. Và tình huống phạt góc này có lẽ cũng là tình huống cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên này. Vâng, và như vậy là 2-0. Ở phút thi đấu bù giờ cuối cùng thì Gia Nam đã có một tình huống đá phạt góc có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Vẫn là Cavani, xoay sở khá vụng về vị trí của tiền đạo Cavani. Đây là Drinkwater, vừa mới vào sân và còn rất khỏe. Drinkwater vừa có cú sút vô cùng tuyệt vời. Xin cảm ơn anh Nguyễn Nhật Sang vì đã có những lời nhận xét từ tận đáy lòng. Đây sẽ là động lực để cho những người làm chương trình chúng tôi tiếp tục phấn đấu và cố gắng hơn. Xin cảm ơn sự ủng hộ của anh. Và xin cảm ơn anh Đình Trung. Vâng, và như vậy, trong khi mà tôi còn đang mải mê sống trong những giấc mơ của mình, khi mà tôi còn đang cảm ơn quá nhiều người, thì bàn thắng đã đến. Chọc kè tốt cho Ibrahimovic. Và đây là cơ hội. 1-0. Rất tuyệt vời. Một bàn thắng rất cần, rất cần thiết và rất kịp thời của Gia Nam. Và trận đấu đã được kéo về vạch xuất phát. 1-0. Và bây giờ là 1-1. Martial đang nhận được rất nhiều bóng sau khi được vào sân. Veron, 118 rồi. Nani, cho Gia Nam. 119 và tỷ số là 2-1 cho Gia Nam. Không thể tin được.
Và như vậy thì tôi đã gần như phá được lời nguyền rồi. Nhưng không,